Thưa quý vị, thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ ngày 1 tháng 4 tới đây thì bệnh COVID-19 sẽ được bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội. Nội dung này đã được Bộ Y tế đưa ra trong thông tư sửa đổi về quy định nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội, trong đó nêu rõ COVID-19 được xem là một loại bệnh nghề nghiệp phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động, trong đó những đối tượng trên mắc COVID-19 trong quá trình lao động từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 đến trước ngày 31 tháng 3 năm 2023 sẽ được lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp để khám giám định và sẽ được hưởng chế độ nếu đủ điều kiện.